Thấy nhiều thế. Lời tôi bóng ở đây bóc cho ý tao là không, cái hộp ký của Bi nhỏ. Về đi ơi. Về. Bye bye. Nhiều thế. Ngon thế nhỉ.
Hey baby. Bắt tay cả lên đây nào. Nào, bắt tay nào. Bắt tay nào. Bắt tay để đây. Vào nhà. Đi. Sáng ơi, chị chán việc này. Chị ăn. Mở cửa à? Đang mở cửa đấy, mở được không? Ờ, giỏi thế. Xuống đi, xuống đi, xuống đi. Xuống đi. Đi ơi, lấy hộp ạ. À, lấy hộp đựng vịt, đựng cá vịt à? Trời. Đi 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 vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Đây. Đây, sao mình cho cá vịt ra? Cái hộp này nhỏ lắm đi ơi. Mày sao mà hết được. Chờ tí, lấy hộp to. Đây, cho hộp này. Hộp này nhỏ lắm. Hết rồi. Rồi thì đổ vào nha. Nào. Không, cái hộp ví của Bi nhỏ. Ơ hộp nhỏ của Bi rơi ra này. Cho cái gì nhé. Đi đây. Trời ơi, đúng rồi. Thế ơi, cho Bi thế rồi. Đấy, hộp của Bi đi. Đây, thế này thôi, ít thôi. Hộp nhỏ. Thank you.
đâu ấy? Đổ hết rồi à? Hả? Đi đổ đâu ấy? Trời ơi. Đổ đâu ấy? Đổ hết sạch luôn. Nhiều phết mà. Ăn thấy hơi nhiều. Đổ đâu vậy? Đây là cái gì đổ hết nhiều đấy chị, ăn sao hết? Trời ơi, đổ hết luôn, đổ nhiều đấy, tại con đổ đấy nữa. Không được rồi Bi ơi, không được rồi. Cái này đổ nhiều quá Bi ơi, bốc rồi. Nhiều quá. Đây để lên. Bi con ăn trên bờ chứ. Thế thôi, đi ăn, đi cho gì ăn nhiều. Đau bụng ạ. Cái này bẩn nhờ. Thế xong chị Bibi rửa, rửa bể cho vịt nhá. Bác sơ vịt con kìa. Vịt con kìa. Vịt con ăn đi. Trời, con bẩn thế. Bể bẩn nhỉ Bi nhỉ? Hay chị Bi dọn cho vịt nhỉ? Làm đi ơi Bi. Ui trời ơi, nhanh vậy. Chị cảm ơn nhé. Cắt cắt cắt. Cắt cái này lên. Ông, cắt. Xuống xuống ấy nhá, xuống cọ nhé. Rồi đi. Đây này xuống nha. Bỏ tiếp này. Ôi, nè. Bật ra. À? À? Giỏi thế. Cảm ơn nha. Cảm ơn nhé. Bây giờ chị cắt nước lên. Cọ đấy rồi. Nước này bẩn đã đi. Nước bẩn một bữa hôm trước đâu. Cẩn thận nha. Đi lên đây kêu ngồi đi. Cẩn thận ướt.
Nhưng mà em còn nước ở bơi đây. Đây cho tí cho đầy nước cho vịt tắm. Ừ. Vịt kìa. Vịt lấy cái nước này đi. Kêu 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 kêu. Vịt kìa đi. Thì con này yêu mình đi nhỉ. Rửa cho. Rớt hết con người rồi kìa. Để cho bị ăn rồi. À đi, đi.